chào cô chú anh chị. Hôm nay em cũng xin thanh lý một lô phôi me chua và một số cây hồng ngọc mai. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Hôm nay em bán một cặp, đầu clip là em bán cặp đồng giá là 250, em bao ship. Cây làm mini thôi ha, về mình chơi để bàn rất là đẹp. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó quái lắm nha cô chú, đường thân lắc lượng củ quái ha. Cặp đầu tiên cái mã số là 55, đồng giá 200, 250. Còn cây nào khác giá thì em sẽ báo sau ha. Rồi cây này có hoành cũ là 31, hoành thân cây này là 9 thôi. Cây này thân ha, em đo thân là 11, chiều cao là 22, kính bầu là 16. Cây đâm chồi sống khỏe ha cô chú me chua. Rồi cặp 55, cặp này 250 em bao ship. Còn có bao nhiêu là hết rồi, về nữa em kiếm luôn mới về giao lưu với cô chú anh chị nha. Rồi cặp 56, hoành sát dưới đây là 37, hoành thân 12, cái này là 30, củ thân 11, chiều cao 31. Mã số 56, 250 em bao ship luôn. Chung là cái thân của nó thì cũng tương tự nhau thôi, cỡ 9 đến 11 thôi hoành á. Cái này 8, chắc cái này cũng 8 luôn. Rồi cặp số 59, 250 em bao ship. Tùy theo cái dáng cây của mà mình thích thôi ha cô chú. Mấy cây này về chơi mini. Mã số 59, 250. Rồi mã số 60,
này là 10. Chắc cây này là 9 này. 9 là 8. 8. Đo chiều cao là 25. Mã số 60. 250 em bao ship luôn. Do nè, củ đặc ha. Củ nào đặc thì em bao đặc, củ nào quái thì quái. Củ này là 24. Cây này mini thấy cưng lắm nè. Củ này là 18. Hoành thân là 12. Cây này nhỏ, nhỏ xíu xíu. Cây này 7, 6 thôi. Chiều cao là 22. Cây này dài là 20. Kiếm một cây nhỏ mình chơi cũng rất là đẹp ha. Rồi mã số 61, 250 em bao ship. Chỉ có 200.000 em bao ship thôi. Này là hồng ngọc mai nha cô chú. Hoành em đo đại diện cây hay ha. Cái này là 8 nè. Chiều cao là 33. Rồi lô số 63, 200.000 em bao ship. Thân chỗ này cũng to cỡ cây bút lông trở lên. Rồi 64. Này em đo chiều cao ha cô chú. Chiều cao là 29. Rồi lô số 64, 200.000 luôn. Em xin chào ạ.